Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hôm qua thì mình đã nâng cấp cái chỗ ấp trứng rồng của mình lên cấp 4 rồi. Thiệt tình biết vậy hôm qua nâng cấp lên cấp 5 luôn đi, tốn thêm có ít viên kim cương à. Nên hôm nay mình sẽ nâng cấp cho xong luôn ha. Để mai mốt chúng ta sẽ có chỗ ấp trứng rồng cấp xịn nhất luôn. Đây, mỗi lần như vậy thì mình sẽ tốn thêm 8 viên kim cương á. Biết thế hôm qua làm luôn rồi. Cái đó là lỗi mình. Rồi, giờ thì khắc phục lỗi lầm nè. Nâng cấp lên cấp 5 luôn. Đây. Đấy. Máy ấp trứng rồng nó phải vậy. Nhìn rất là xịn á. Nhìn là muốn ấp trứng rồng liền luôn. Rồi, nói là làm. Vô trong lấy trứng rồng đem ra ấp liền. Hôm nay thì mình sẽ ấp trứng rồng nào nhờ. Để coi Mangus là ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nhung nham nè. Còn Len hình như cũng vậy. Ok, mình sẽ chia ra. Rồi một cái trứng nào ấp chạy bằng nước đây. Bateris hay là Folifacan nhỉ? Bateris đi. Ok, mình sẽ có được hai quả trứng rồng ấp bằng hai máy khác nhau ha. Chờ vô. Nó hết nước với nhung nham luôn rồi, mình phải chăm thêm á. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái xô để mình chăm nước với nhung nham vô trong ha. Quá trình này hơi mất thời gian một xíu. Nãy giờ thì mình cũng đã chăm được một ít nhung nham cũng như là nước vô máy ấp trứng rồng rồi. Và trứng rồng cũng đang ấp rồi ha. Giờ thì chỉ chờ đợi thôi. Mana trong gậy phép nè. Găng tay phép thuật của mình nó cũng cạn kiệt sao. Cái khoảng thời gian mình dùng rồi. Bây giờ mình sẽ nạp lại cho nó đầy ha. Ngoài ra thì mình còn 4 quyển sách phép có được từ chuyến khám phá trước nè. Nên test liền không ta? Ok, chắc bây giờ mình sẽ test luôn đi nha. Mình test vô cây gậy gậy mới của mình đi. Hợp lý. Sẽ test lên cây này chuyên để test mấy phép mới này. Với cả hôm nay test phép cấp apprentice với cấp tập sự không mà, chắc mình nghĩ nó cũng không có gì quá là nổi trội đâu. Ừ, còn một điều nữa là rồng Tigris của mình hôm nay chắc mình sẽ nuôi cho lớn luôn á. Để mình dẫn đi khám phá bữa, chứ không rài để ẻm ở nhà hoài thì cũng tội nghiệp lắm. Trước tiên thì mình cần phải làm thêm mấy cái ọp cái đã. Cần làm thêm mấy cái ọp. Đây, 4 cái mana infill ingot nè. Rồi thêm 3 vàng ở đây. Là chúng ta có được một cái ọp rồi. Thức ăn cho rồng thì mình để trong ba lô. Đây có luôn. Rồi đi ra ngoài. Dẫn Tigris đi ra ngoài cho ăn nè. Hôm nay là cho Tigris lớn luôn nha. Hết là gồng bé bỏng rồi. Hết là gồng tí hon rồi. Hôm nay sẽ cho bự luôn. Không biết là có bự nổi không nè. Lo thiệt sự á. Đây ăn đi. Ăn đi cho mau lớn. Đó. Cấp 20 mà vẫn còn rất là bé luôn. Ui kìa đây. Ồ, gồng vua tấn công à. Ui, vô trong em ơi. Trời ơi. Đang cho ăn mà gồng bắn một phát mà là lên thiên đàng hai anh em luôn đó. Không có giỡn được. Nguy hiểm lắm. Rồi, ăn đi. Hí? What? Có một sự thay đổi không hề nhẹ luôn á. Từ nhỏ xíu mà ăn lên cấp 25 cái là to đùng như vậy rồi. Ui, không tin được luôn. Trời ơi, tay ghét bé bỏng ngày nào bây giờ đã bự bằng mình rồi. Trời đất. Nhưng mà đẹp thiệt. Phải công nhận là tay ghét rất là đẹp ha. Đó, mình sẽ cho ăn lên cỡ cấp 40 đi. Thêm vài bằng ăn nữa. Đấy, cấp 40 nha, được bao nhiêu máu? 25 máu luôn. Cũng tương đối nhiều rồi đó. Rồi, vậy là chuyến này có thêm một em rồng mới dẫn đi khám phá rồi. Hợp lý nha. Còn hai cái trứng rồng ngoài này thì ấp xong chưa? Mình nghĩ là nãy giờ ấp chắc cũng xong rồi đó. Nè, gần xong rồi. Ồ, trứng rồng Bateris là xong trước nè. Đó, xong rồi nè. Rồi. Trứng rồng Clan thì có vẻ... À, nó gần hết nhung nham rồi.
Ui hên là mình ra mình canh chừng á, không là đợi tới mai cũng không ấp xong nữa. Chăm thêm dung nham cho chắc nè. Rồi ấp đi. Trong lúc này thì mình sẽ cho Bertarit ra ngoài ha. Bây giờ mình sẽ đổi lại cho Bertarit làm thú cưng trong nhà ha. Đây cho Bertarit ra. Bertarit. Đấy. Ui. Bertarit cấp cấp 1 thôi mà đã to như vậy rồi. Quá dữ luôn. Bertarit ở yên nhà trong nhà nha. Rồi ở đó đi. Cho ngủ. Là cách tốt nhất. Rồi. Hôm nay thì mình dự định là sẽ dẫn mấy em rồng đi khám phá ở một thế giới khu rừng hoàng hôn á. Tại vì gần nhà mình có khá là nhiều bông nè. Thế giới đó cũng có rất là nhiều công trình cho mình kiểu như là khám phá nữa. Ok, quyết định vậy đi. Giờ thì đi hái bông trước. Có bông mới làm cánh cổng được. Mình hái nãy giờ cũng được khá khá bông rồi. Ô. Ở đây đang có con quái vật. Tê liệt đi, con quái vật kia. Thích như nào? Thích như nào đi chỗ khác chơi đi. Đi chỗ khác mà chơi, ở đây không có tiếp. Không có tiếp mấy cái thanh niên quậy phá như ngươi đâu. Lên đồ cây chơi đi. Rồi, ui, lì à, lì à. Lì à. Thích chơi tiếp à? Này thì lì nè. Ui. Hình như mấy con golem này nó miễn nhiễm với cái băng hay sao ấy. Mình để ý rồi, mấy lần mình dùng phép băng á là nó không có bị mất máu luôn. Lạ thiệt. Mình cũng được một ít bông rồi ha. Chắc bây giờ mình sẽ làm cái cánh cổng thôi. Mình sẽ làm đâu đó ở đây đi. Trên cái nóc nhà của mình luôn. ôi, nó thiếu một cục đất rồi. Mình sẽ lấy một cục đất. Bỏ vô. Rồi, cắm bông vô tiếp. Ở giữa thì mình sẽ đập ra ha, để mình cho nước vào thôi. Cho nước vào, cho nước vào. Đây thêm một xô nữa. Đó. Và cuối cùng mình sẽ cho một viên kim cương vào đây để kích hoạt cánh cổng lên ha. Gần hết kim cương của mình rồi. Đấy, có cánh cổng rồi. Còn về trứng đồng thì sao? Nãy giờ ấp chắc cũng xong rồi đấy. Đó, xong luôn. Quá đã, quá đã. Vậy là bây giờ trong nhà mình sẽ có hai em rồng ha. Hôm nay thì chắc chưa dẫn đi khám phá được rồi. Đây cho vô nhà ngủ chung với bờ Terit luôn. Len. Rồi ngồi yên trong nhà nha. Rồi ngồi yên đi, đừng 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 có đi lung tung tung. Ngủ đi. Đi đâu vậy? Ở kia. Trời 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 ơi. Đi khám phá nhà mới nữa. Ngồi yên chổng đi nha. Trời ơi, bờ Tyrus thì ngủ ngoan, còn em này kêu ngủ không chịu đi ngủ. Cứ chạy lung ta lung tung thôi, đó giờ mới chịu ngủ nè. Ngủ đi để mình yên tâm mình đi khám phá chứ gì hết á. Rồi, bắt em rồng Tyrus đi. Bữa nay mình sẽ cử Tyrus đi khám phá thử ha. Hy vọng chuyến đi đầu tiên của mình và em sẽ gặp nhiều may mắn. Còn giờ thì lên đường thôi. Không biết là xuất hiện ở đâu đây, hồi hộp quá. Hy vọng là một nơi đẹp đẹp một xíu ha. Ồ. Đẹp thiệt. Chỗ mình xuất hiện nó rất là trống trải luôn. Không có quái vật gì hết á. Rồi. Ừ và sẵn tiện mình có học mấy phép mới hồi nãy á. Mình sẽ test thử ở bên đây luôn á. Coi như thế nào. Coi hôm nay test phép có hơn không. Ui đây. Mới test phép mà bị đóng băng rồi. Oh no. Gì đây. Ồ, test xong rồi nè. Cái phép này nó sẽ cho mình một cái à phép tạo ra kem hay nè, cái phép có thể tạo ra cho mình một cái chén kem ha. Này vậy là bây giờ mình ví dụ mà có đói thì mình vẫn có thể dùng phép thuật tạo ra đồ ăn á. Cái phép này cứu đói được này, được cái phép liên quan tới ăn uống luôn. Rồi phép thứ hai thì sao? Mình đang cố gắng để test cho xong để chúng ta cùng đi khám phá. Ý? Ủa cái gì vậy? Ui hình như mình vừa biến con zombie thành con host hay sao kìa. Hình như đây là phép mình thay đổi hình dạng của quái vật. Oh no. À, phép này ảo thiệt. Mình biến zombie thành con host.
Rồi từ con hết thành con zombie ha. Ghê ghê. Ở đây Enderman thì mình có thể biến được không? À, Enderman thì mình không dùng cái phép này được ha. Wow. Nãy giờ hai phép rồi đó. Tiếp tục. Nope. Ê. No. Ui, phép thứ ba mình test thất bại rồi, nó văng hết đồ mình ra rồi. Nguy hiểm quá. Đi ra chỗ khác đi. Phép thứ ba là mình test nó bị văng đồ, tức là mình test sai rồi đó. Sai cách đấy. Phép thứ tư đi, bỏ qua phép nào mà test văng đồ thì mình sẽ bỏ qua ha. Ồ, phép thứ tư mình test không được luôn. Cái gì vậy? Phép thứ tư test được rồi. Phép thứ tư là mình sẽ đẩy lùi, giống như là mình thổi cho con này nó bay đi á. Con quạ nè. Con quạ nè, đẩy lùi liền. Ghê ghê. Vậy là phép thứ tư của mình là phép thổi hơi gió á, mình đẩy lùi. Cũng ok đó. Và mình đã có cái lông quạ rồi. Cái lông quạ này nó sẽ giúp mình chế tạo ra được cái gọi là... Ủa? Cái bản đồ trong đây đâu ta? Đúng không? Ừ, chính xác. Mình sẽ làm được cái Magic Map Focus nè. Bây giờ mình cần thêm cái Toad Berry nữa. Để mình kiếm cái Toad Berry để chúng ta làm một cái bản đồ giúp mình tìm công trình dễ hơn á. Rồi, giờ chắc cửa rồng đi khám phá thôi. Chứ đi bộ lâu lắm. Ui, lần đầu cưỡi Tigris nè. Cảm giác cưỡi thì rất là êm á. Tốc độ thì mình thấy khá là nhanh đấy. Rồi. Cưỡi một lúc thì mình cũng gặp luôn cái nhà có cái Toad Berry cho mình rồi nè. Chính là cái nhà này. Rồi, vô trộm luôn. Để coi. Con gì đây? Ồ, kìa, nó trộm kìa. Chọi bơm vô trộm liền. Ui, nó bắn cái lá hả? Láo tét thiệt. Bắn lá nè. Lấm. Giờ thì mình thiếu cái đá phát sáng nữa thôi là đủ rồi. Ui, nó xuất hiện thêm. Ui, đông vậy. Ừ, chắc giờ mình phải về nhà để mình lấy cái đá phát sáng cái đó. Mình không có cái loại đá phát sáng rồi. Hồi nãy mình quên đem theo mất. Ừ, và cái giếng này, hình như khi mình cho cái đồng xu vô đây á, hay là cho vàng gì đó thì mình sẽ có được đồ thì phải. Mình sẽ thử nha. Coi có đúng không. À, hình như sai rồi. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo ra cái bản đồ đó thôi. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái cộng Magic Map Focus nè. Sau đó cho giấy xung quanh để tạo thành cái bản đồ. Thế là xong rồi. Quá tuyệt vời. Có cái này thì mình có thể tìm được những cái công trình nó dễ dàng hơn rồi đó. Bật lên thử coi. Mới vào thì mình chỉ có thể đánh con gắn Naga thôi ha. Đi, bây giờ thì mình sẽ đi về hướng bên này. Hướng trước mặt nè. Để chúng ta đi tìm bé Na. Đi Tigris thôi. Bữa nay thì mình sẽ cho Tigris ăn món bé Na ha. Ui. Tigris vô đây bay hơi khó nha. Bay cứ bị vướng ấy. Lại nè. Hình như là nghe nói ăn bé Na khoái quá, bay không nổi sao ta. Từ, qua đó là cho em ăn bé Na liền. Để coi. Ui, nhanh quá, chậm lại xíu. Rồi, tới nơi. Vô luôn, làm thịt bé Na luôn á chứ. Hơi căng nha. Đáp xuống em ơi. Đáp xuống. Rồi, bé Na kìa. Xử bé Na luôn. Xử bé Na. Wow, bé Na trâu đấy. Ây da. Chạy. Bé Na tức giận rồi. Ghê quá đi. Bé nè. Ui vô. Bé Na nhanh vậy. Bé Na đúng nhanh luôn á. Bé nè hả bé nè. Nướng bé Na luôn nè. Ui. Nhưng mà bé Na quýnh tay ghét của mình nửa cái máu rồi. Không được. Từ. Chữa thương cho Tigris cái đó. Vì Tigris còn nhỏ nên mất rất là nhiều máu luôn. Oh no, mình không có mang theo cái phép hồi máu rồi.
Thôi xong rồi, mình không có mang theo cái phép hồi máu cho Tigist rồi. Thôi vô trong nghỉ ngơi đi. Mình muốn cho Tigist xử lý bé Na để làm lấy chiến công đầu á, nhưng mà không được rồi. Thôi thì mình đành tự xử vậy. Mình sẽ thử dùng cái phép này coi coi có tê liệt được bé nào không. Có vẻ là không tê liệt được. Bom điện thì sao? Ô, bom điện thì có tác dụng đây. Này thì bé Na nè. Bé Na nè. Khó nha, khó nha. Mình có nhấc bé Na lên được không ta? Vậy thì ảo quá. Ui được luôn. Wow. Bé Na nè, đục vô đầu bé Na luôn. Bé Na hả? Chạy đi đâu bé Na? Ui, ui, ui. Ghê vậy. Này thì bé Na. Bé Na nè. Bắt bài bé Na rồi nè. Một hồi mà bé Na hay lạng quạng là mình ẵm bé Na mình dục lên trời nữa đó. Mình có phép thuật không bị đỉnh. Rồi bé Na giờ còn có chút ẻn kìa. Wow. Giờ bé Na thích làm sao? Hả? Bé Na thích làm sao? Ai cho bé Na bò nữa? Hả? Bé Na nè. Bé Na nè, còn có một xíu máu thôi. Thôi. Goodbye bé Na. Xong phim rồi ha. Vậy là mình đã có được một cái trophy đầu tiên rồi của bé Na. Đồng thời có được một ít vảy của bé Na để làm giáp nữa chứ. Mình phải đánh boss theo thứ tự á, nên cũng hơi khó ha. Và rồng Tigist của mình hiện tại đang rất là yếu máu luôn. Mình không có thịt thà gì cho Tigist ăn để hồi phục nè. Nãy hơi bất cẩn, mình phép heal này chỉ có thể dùng cho mình thôi chứ không dùng cho Tigist được. Giờ còn chút xíu máu à. Đi khám phá cũng không tự tin nữa. Lo cho Tigist thôi. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ tiến tới cái công trình tiếp theo ha. Và đòn đánh của Tigist thì các bạn thấy nó cũng khá là đặc biệt. Nó thuộc dạng giống như là đường đòn đánh ngang vậy đó. Đó. Nó không phải là quả cầu ha, nó là một cái đường ngang vậy đó. Cũng khá là hay đấy chứ. Giờ sao nhờ? Bay thẳng lên trên nóc nhờ. Bay lên trên nóc em ơi. Cố lên. Cố lên tay gít. Cố lên. Không có tay gít chắc mình rất là cực khổ trong cái việc bay lên đây đây. Đó, tay gít đã bay lên trên tới trên rồi. Đáp xuống. Rồi vô trong đi. Làm tốt lắm rồi. Giờ thì mình sẽ đột nhập vô trong để chúng ta chiến đấu với coi con lít ha. Làm khó nhau vậy. Ở đây phải chỗ trung tâm. Ở đây không phải chỗ trung tâm rồi. Ở đây 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 đây. Mình đã tìm đúng lối đi rồi. Chuẩn bị cho một trận chiến mới nào. Mà trong đây nó hơi tối nha. Trong đây tối om luôn á. Kìa kìa kìa, lòng spawn của con boss kìa. Thường thường đánh với con này á, đa số là mình dùng cận chiến không mà. Không biết lần này dùng phép thuật thì có quýnh lại nó hay không. Trận chiến giữa hai pháp sư nè. Đầu tiên là phải phá hủy lớp giáp của nó cái đó. Đó, hai lớp giáp luôn. Quýnh đi. Quýnh đi. Đây rồi, đây rồi. Đó. Thanh niên này chỉ còn ba cái lớp giáp thôi. Cố lên, cố lên. Phá hủy thêm ba cái giáp nữa là chúng ta có thể đánh thắng rồi đó. Hai lớp giáp cuối cùng. Tàn đời ngươi rồi. Rồi xong rồi. Giờ ta sẽ cho ngươi biết mùi sức mạnh phép thuật của ta. Này thì ha, pháp sư lít hả, một phát một gần chết boss luôn. Ui nó dịch chuyển để né đòn cơ. Dịch chuyển hả? Nó tê liệt rồi. Nó đang bị tê liệt. Tê liệt thì cho ngươi chào trời luôn. Này thì he lít nè. Ui, phép thuật mình đúng mạnh. Cái phép I pass này, một đòn rồi là mình đã có thể ha, kéo được hơn phân nửa cái máu rồi. Đúng mạnh luôn. Quá đã, quá đã. Và hắn còn rơi ra cho mình cái gì nữa không ta? À, hắn cho mình một cây gậy. Cây gậy này thì mình có thể tạo ra đệ á. Cũng được, giữ lại đi. Đánh nhau ở dưới một lúc thì mình cảm giác phép thuật của mình nó cứ bị nhà quê sao á, nên mình muốn trở về nhà.
chúng ta sẽ chế tạo thêm vài quyển sách phép mới ha. Hy vọng là sẽ ra những cái quyển sách cấp cao một xíu. Ôi trời. Mi, đừng em. Con đó là con rồng vua đây. Đâu rồi. Ôi Mi ơi, Mi. Ao, con rồng vua này nó đốt chuồng bò mình. Khốn kiếp thiệt, nó còn khăm me ăn thịt Mi của mình. What? Oh my god. Các bạn có nhìn thấy không? Mi của mình đã đánh bại rồng vua rồi. Ui, Mi đúng đỉnh luôn. Nhưng mà cái chuồng bò mình giờ còn có con bò à? Oh my god. No. Bò của mình mất giống rồi. Thiệt tình á. Nhưng mà phải công nhận một điều á, là rồng Mi rất là dũng mãnh luôn. Một mình gân con rồng vua này để bảo vệ chuồng bò của mình và bảo vệ mình nữa. Em xứng đáng ăn ha, vài miếng thịt bò. Đây, anh cho em ăn nè. Lại đây, anh cho nè. Trời ơi, lo cho Mi lắm luôn á. Mình chỉ sợ là con rồng vua kia ăn thịt Mi mình thôi. Mà may quá, Mi mình vẫn đỉnh. Một mình cân luôn rồng vua khổng lồ luôn mà. Quá ghê gớm luôn á. Được, đúng là Mi. Mi vẫn đỉnh như ngày nào á. Rồng đầu tiên của mình đó. Bé Mi ha. Rồi, bé Mi ngồi yên đi, đừng đi lung tung nữa. Giờ thì mình sẽ ngồi đây để làm phép để chế tạo sách một tí nhá. Hy vọng là nhân phẩm của mình hôm nay sẽ cao để chúng ta tạo ra được những quyển sách thật là tốt. Giờ thì bắt đầu thôi. Quyển đầu tiên. Trời ơi, quyển này khá là dởm luôn. Cấp tập sự nữa. Ok, nhưng mà ít ra nó cũng là một quyển sách mới. Lại là cấp tập sự. Hôm nay có vẻ là ngày để mình tạo ra những cuốn sách phép cấp tập sự hay sao ấy. Nãy giờ ra tập sự không à. Nữa nè. Ảo thật đấy. Ui, còn bị trùng phép cơ. Rồi luôn, nhân phẩm của mình bữa nay hơi su cà na rồi. Đây. Đó, nó bắt đầu hên rồi đó. Ít ra phải vậy chứ trời. Có Apprentice rồi. Giờ cho cấp Advanced hoặc là Master nữa là hợp lý nè quay. Là đủ luôn rồi đó. Ui thiệt. Cho Advanced thiệt nè. Ảo thật đấy. Rồi giờ là Master nữa chứ gì. Theo lý thuyết là giờ là ra Master là đẹp nè. Có vẻ hên từ từ ha. Chứ đâu thế nào mà xui hoài được. Rồi như vậy sau một lúc chế tạo sách phép thì mình cũng gom được 4, 5 quyển sách phép mới ha. Cũng khá là ok đấy chứ. Giờ thì tiếp tục gắn vào gậy phép và test thôi. Quá là đã luôn. Đây gậy phép mình đây. Mình sẽ gắn vô cây gậy này. 4 phép 5 phép luôn. 5 phép. Mới toanh. Gà đi khám phá thôi. Nhưng mà để khắc phục cái trường hợp là kiểu như hồi nãy mấy em rồng của mình bị mất máu á, thì mình sẽ trang bị cho cây gậy hoặc là cái găng tay đi ha. Một cái phép giúp mình có thể hồi phục đi. Đây, một phép thì sẽ giúp mình hồi phục nè. Một phép thì sẽ giúp rồng hồi phục. Đâu rồi? Đó, là hợp lý luôn. Còn phép tấn công hả? Ok, tấn công có kỹ năng làm tê liệt là ok rồi. Vậy đi ha. Rồi, hình như gần tới rồi. Ở phía trước mặt mình là vùng đầm lầy nơi có một cái con boss bò nấm ha. Và đây, chỗ căn cứ của boss bò nấm đang ở trước mặt mình luôn nè. Mình sẽ vô trong đó để vừa khám phá, tìm chỗ căn phòng con boss và vừa học phép thuật luôn. Một công đôi chuyện ha. Rồi, đi vô. Các người hãy đợi đấy. Oh, phép đầu tiên mình test là phép triệu hồi luôn. Lại là một phép triệu hồi đệ. Nhưng mà lần này đệ mình chỉ là một con zombie thôi. Hơi phèn một xíu ha.
Nhưng mà làm sao ít ra cũng có để. Đâu rồi, quái đâu xuất hiện. À đây đây đây, test phép thứ hai luôn. Ui. Wow, cái phép thứ hai này có thể giúp mình đập block nữa. Ồ, chưa chưa, để mình giết bớt mấy cái thanh niên người bò này đã. Ồ. Đệ tử, ra đi đệ tử, từ từ. Để mình tìm hồi ra zombie quấn lộn với người bò đó. Bình đòn zombie của ta. Chiến đấu đi. Ui mấy người bò này mạnh quá. Ui zombie có gà nữa. Rồi để coi zombie với người bò thì ai sẽ mạnh hơn á. Ui người bò mạnh quá đi à. Mình triệu hồi ra bao nhiêu là người bò xử hết rồi. Cố lên. Cố lên. Đúng rồi. Đấy, đội quân zombie bò. Ô, zombie của mình đã đánh bại người bò rồi nè. Đã ghê luôn á. Ui, ở đây còn có mấy con slime gì nữa nè. Hơi lạ nha. Còn phép nào nữa không? Còn một phép cuối. Ô, phép cuối là phép tạo ra mình một cây kiếm. Phép thuật. Kiếm phép thuật. Vô. 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 Ui, không có kiếm thì mình có thể tự tạo ra kiếm phép thuật mà chiến đấu luôn á. Cũng ổn áp ấy chứ. Ui. Ui ui ui, ở đây nó có con bò gì mà nó xoay mình như trong trống này. Ui. Chú mẹ. No 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 no. Đệ tử zombie, xử lý giùm anh đi. Trời ơi, đệ tử làm ăn sống nhăn vậy. Không. Thả ra. Con bò khủng khiếp. Con bò này không được rồi. Này thì con bò. Ui ui, nó quýnh mình còn có một trái tim vậy. Ây ui, ây ui. Đau quá, đau quá. Trời ơi. Không ổn rồi, ý là bị ngụm củ tỏi như chơi đấy, không được đâu. Hồi máu lên cái rồi đi tìm chỗ con boss tiếp thôi. Đừng có làm phiền nữa, trời đất ơi. Ui, ở đây có cái rương luôn này. Người ta đang đi tìm chỗ boss hả? À, đây rồi, có luôn. Đột nhập vô chơi luôn. Đâu đâu, ui, tối quá. Tối thui à, không thấy được. Quýnh nhanh rút gọn. Triệu hồi ra. Đệ tử tiếp thôi. Cốt kiếp thật, nó chơi nó ẩm mình lên, không cho mình di chuyển này. Ui. Thả ta ra đi. Con bọ không kiếp. Có ngon người thả ta ghi xếp ra cà nào. Này thì boss bò nắm nè. Không sao. Chuyện này mình sẽ cho zombie xử lý. Ui. Nó bị đệ tử nó quýnh luôn rồi kìa. Quýt tiêu. Trời ơi, nó bị đàn em của nó xử rồi. Mình chưa kịp quýnh luôn á. Lục đục nội bộ. Trời đất ơi. Ảo thật đấy. Thôi dù sao thì mình cũng thành công có được cái trophy rồi. Cũng như là những cái bát súp ha. Cái bát súp này thì mình ăn vô mình mới đánh tiếp con boss kế tiếp trong cái thế giới Twilight Forest này được. Ui, chuyến đi này bất ổn quá. Trời đất ơi, nhưng mà dù sao thì mình về mình cũng có được chiến lợi phẩm ha. Đó là những cái trophy của những con boss mà sẽ treo lên trong nhà. Đấy. Mới mốt có thêm vài cái nữa mình sẽ treo vô đây là rất là đẹp luôn. Đồng thời đồ của boss thì cũng được một ít nè. Mình sẽ để nhà. Đó, cứ cất từ từ trước đi. Cất vô. Và hồi nãy á, mình đi vội quá, mình còn ép nhầm cơ. Trong này á, mình có tới tận 2 phép triệu hồi zombie nè. Không hiểu luôn á, vậy là nãy ép nhầm cái phép nào rồi. À, còn phép advent này. Vậy là nãy mình ép nhầm cái phép này nè. Để mình ép vô lại để test coi. Trời đất ơi. Bảo sao thấy hai phép nó bị trùng à. Ủa vẫn còn trùng à. Ủa. What. À quên. Cái gậy mình chưa có ép được cấp advanced. Ờ he. Vậy thôi test bên cái găng tay cũng được. Đây. Test mình cái găng tay đi. Rồi. Test luôn. Để biết một xíu mà còn dùng nữa chứ. Lần này thì mình triệu hồi ra con Ray. Nhưng mà đây là Ray sấm sét nha. Ôi, vậy là bây giờ mình đã có 2 phép triệu hồi Ray rồi.
Một ray bóng tối, một ray sấm sét. Ui, bộ đôi triệu hồi. Xịn 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 xịn. Cái này chắc mình phải cho vô chung một cây gậy thôi, thì nó sẽ thích hợp hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, mình sẽ cho vô luôn nha. Hai phép triệu hồi phải dùng chung nè. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ học được những cái phép nó tốt hơn những cái phép mà mình học trong ngày hôm nay, để phục vụ cho công việc đi khám phá của mình. Đồng thời thì mình cũng đã có thêm hai bé rồng mà... Ủa? Ủa bà tên rít rồi. Rồng mình lạc rồi. Gì hoài vậy? Còn Len đâu? Bờ tê rít với cờ lan đâu rồi? Ê! Ôi no, mình... rồng mình bị lạc rồi. Không biết đi đâu nữa trời. Khổ thiệt chứ, mới ép tìm mang trứng rồng mà lạc mất rồi. Ôi no. Như vậy sắp tới mình phải có một cái hành trình đi tìm gồng lạc của mình. Nói rồi, bữa nay nó thật là quả thật là một ngày rất là bất ổn của mình luôn á. Hy vọng là những ngày sau sẽ bớt bất ổn hơn á, chứ bữa nay là thấy không ổn tí nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.